Bạn chú ý nhé, khi mà nướng lúc đầu tiên thì cứ để xa xa nửa để cho nó khô dần con vịt vào. Đấy, nó khô dần, nó xe dần cái bề mặt phía ngoài con vịt. Xong đến nào khi nào mà cuối rồi thì bắt đầu mới cho vào nướng trên than này nhé. Tình hình là điếc mũi rồi, điếc mất mũi rồi. Để cho nguội nguội nghe.
thơm ác này, làm thêm vài lon bia nữa thôi rồi. Ở đây để cho nguội xong đặt. Quên. Rút ra. Được chưa? Thôi, vừa thôi. Giữ con ngàn. Ôi à. Thơm quá. Chín ngon nhỉ. Ngon là thơm rồi. Cái này thì vừa đấy. Wow. Ngon nữa. Thơm ác. Đấy, thấy chưa? Mát. Ơi, đi ăn cơm thôi. Cơm trưa này này mới rau luộc. Ba đâu? Ba ơi. Ba đâu? Ăn cơm. Đúng rồi, ăn cơm. Đúng rồi, ăn cơm. Ăn đi ăn. Đi. Thôi, tốt máy. Ăn cơm đi. Được rồi đấy. Cái này. Chơi. Đâu, bia đâu? Không lấy cốc không? Không lấy cốc là một bia loan. Cho chanh vào đây chưa? Cơm rau cải luộc. Cho chanh chưa? Chồng chéo. Đây là món vịt quay. À, vịt nướng. Và làm non bia. Công Minh ơi. Loan xẻng. Để bỏ tay ra khỏi cửa xuống. Đi đây. Ngồi áo này, ngồi áo lên. Lên lên. Thử cái này xem. Nhanh lên. Ăn xong là non bia. Đi làm. Non nó say làm sao.